taxi để đón 6 người Việt của chúng em, trong đó em là Đào Thị Hương và 5 người Việt nữa, về một ngôi chùa Thiên Phúc để cho chúng em được đầy đủ ấm no. Hàng chục chuyến hàng cũng đã được Phật tử chùa Thiên Phúc vận chuyển lên biên giới Ukraine, Ba Lan trong những ngày qua. Đường xá xa xôi, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng những trở ngại đó không còn là vấn đề. Điều thôi thúc tôi làm cái việc này là khi tôi làm công tác Phật sự ở ngôi chùa Thiên Phúc này, được Thượng tọa Thích Minh Trí bố thí cho tôi làm cái công tác Phật sự này, thì thầy luôn luôn nhắc chúng tôi là ngoài việc tu tập về Phật pháp ra thì các con phải làm sao mà những cái công việc mà có ích cho xã hội, có ích cho lợi lạc cho chúng sinh. Còn tại Hungary, một số đoàn người Việt từ Kiev, thủ đô của Ukraine, đã đến Budapest. Và chùa Đại Bi ở thành phố Simontonia, Hungary luôn trong trạng thái dự phòng đón bà con bất cứ lúc nào. Bàn hỗ trợ bà con từ Ukraine được hình thành, huy động cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hungary tích cực chung tay. Mọi người ở Ukraine sang thì hàng ngày càng ngày thì càng ngày càng nhiều. Có những gia đình họ đi riêng lẻ, có cả có con nhỏ, có những đoàn thì đi theo đoàn. Và bà con người Việt mình ở Hungary thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh của từng người đều ủng hộ từ chỗ ở, thức ăn, nước uống, vận chuyển chuyên chở, xe cộ, đại sứ quán để hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ để làm sao mà các đồng bào sang đây lánh nạn đều nhận được một sự hỗ trợ tốt nhất và để họ tiếp tục định hướng được trong những ngày tới. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam vẫn tích cực hỗ trợ thủ tục giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh. Phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.